Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Sắp tới Giáng sinh rồi, vì thế hôm nay Anna cũng sẽ chia sẻ với chúng ta 3 bước nhanh chóng để có thể vẽ ra một cây thông Giáng sinh. Đầu tiên là bạn sẽ sơn màu nền sơn treo tùy theo sở thích. Ở đây để nổi bật họa tiết cây thông, vì thế Anna sẽ sử dụng sơn nền sơn treo màu trắng. Và sau đó Anna mới thực hiện các bước vẽ cây thông Giáng sinh lên đây như sau. Bước đầu tiên là chọn màu và cho màu lên cây thông. Ở đây Anna sẽ sử dụng đến cỏ râu lông dài 9mm. Loại lông dài sẽ giúp chúng ta kéo đường thẳng được dễ hơn, vẽ cây thông sẽ đẹp hơn. Và Anna sẽ lấy vào màu sơn treo Anna muốn vẽ ra cây thông. Cây thông Anna sẽ vẽ màu chính là màu xanh lá, màu trắng và một ít kim tuyến màu vàng cho nổi bật. Lần lượt Anna lấy cỏ vào màu xanh. Anna sẽ nằm cỏ để lấy vào sơn màu xanh này, để phần sơn màu xanh được bám đầy đủ hết lên phần lông cỏ. Phần lông cỏ đã có một dây treo màu xanh như thế này rồi, thì ta sẽ bắt đầu đưa lên để vẽ. Đặt vào vị trí muốn vẽ cây thông, kéo một đường thẳng ngang qua móng để có một đường màu xanh ngang qua móng, tạo ra từng cánh của cây thông. Rồi bạn lại lấy lại sơn treo, vẫn sẽ nằm cỏ để phần lông cỏ được áo đều hết màu sơn. Rồi bạn sẽ đặt lên móng vị trí cách đường vẽ trước đó một khoảng để tạo ra tầng tiếp theo cho cây thông. Cũng vẽ ra một đường ngang song song nhưng ngắn hơn để tạo ra tầng lá phía trên. Rồi cứ lặp lại, tùy theo sở thích của bạn, muốn tạo ra cây thông này bao nhiêu tầng lá thì bạn lần lượt vẽ ra bao nhiêu đường kẻ màu xanh. Chỉ cần ngày càng ngắn hơn và dồn lại ở giữa. Sau khi vẽ xong các đường ngang màu xanh rồi thì bây giờ bạn sẽ cho thêm các màu khác vào đây để mẫu móng của bạn trở nên đẹp hơn. Ở đây Anna sẽ cho thêm màu trắng, cũng sẽ lần lượt sử dụng cỏ này, nằm cỏ để lấy vào màu trắng. Sau đó kéo tạo ra một đường màu trắng song song với các đường màu xanh đã vẽ trước đó để tạo ra tầng màu trắng ở giữa. Tóm lại ở bước số 1 này, bạn muốn cây thông của bạn màu gì mà bạn sẽ lần lượt vẽ ra các đường thẳng song song với nhau để tạo ra các tầng cho cây. Thêm xong các màu và các tầng cho cây rồi thì bạn sẽ thực hiện bước thứ hai. Bước thứ hai là bạn sẽ tạo ra tầng lá. Bạn sẽ chùi cỏ lại sạch với giấy, rồi sử dụng luôn cây cỏ này. Đặt mũi cỏ ở phần gốc của cây thông, bạn kéo miết phần sơn treo này lên. Vì phần sơn treo này bạn cho chứ chưa hề hơ, vì thế phần sơn treo này vẫn còn ướt. Bạn chỉ cần kéo là phần nước sơn này sẽ chảy theo đường cỏ của bạn để tạo ra tầng lá. Kéo xong đường ở giữa rồi thì ta lần lượt thao tác cho các đường ở các bên vẫn sẽ chụm lại ở phía trên ngọn cây. Kéo xong hết các đường rồi là bạn đã ra dáng một cây thông. Bây giờ bạn sẽ sử dụng một ít sơn treo màu nâu để vẽ ra một cái gốc cây nữa là được. Gốc cây thì vô cùng đơn giản, hình chữ nhật nối vào gốc là được. Sau khi thêm xong cây thông rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô cố định những màu vừa mới vẽ lên này. Hơ đèn xong rồi thì ta sẽ thực hiện bước thứ 3, chính là trang trí lại cho cây thông của chúng ta. Bạn sử dụng một ít phụ kiện trang trí cùng với treo đính đá. Đầu tiên là bạn sẽ cho một ít treo đính đá vào các vị trí bạn muốn đính họa tiết, hoặc bạn có thể đính bằng keo tùy theo sở thích. Rồi lần lượt lấy các phụ kiện này và đặt vào các vị trí theo mong muốn. Ở đây Anna sẽ cho một ngôi sao lên phần ngọn của cây thông và cho thêm ngọc trai và bi sắt lên đây để tạo họa tiết quả châu trên cây thông. Cho xong tất cả các họa tiết trang trí rồi thì Anna sẽ cho đi hơ đèn để khô phần treo đính đá đã cho lên trước đó. Còn bạn nào đính bằng keo thì không cần phải hơ. Các họa tiết đã được đính cứng lên móng rồi thì chúng ta sẽ hoàn tất bước cuối cùng, chính là sơn móng treo lên cho mẫu móng. Và cho đi hơ đèn để khô hoàn tất tác phẩm của chúng ta. Và đến đây là Anna cũng đã chia sẻ xong với chúng ta 3 bước để có thể thực hiện ra một cây thông Noel xinh xắn cho mùa Giáng sinh năm nay. Nếu bạn thấy video của Anna bổ ích, hãy nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo của Anna. Còn bây giờ thì chúc bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.